Hello, xin chào các bạn nha. Chào bạn nha. Hôm nay anh em mình sẽ review lẩu tự soi nha các bạn. Đây. Ủa? Mua nồi lẩu tự soi, tặng luôn bịch khăn giấy nha các bạn. Để chút hồi ăn xong lau miệng. Đây. Nồi lẩu tự soi nha các bạn. Giờ mình cũng không biết bên trong nó có gì nữa. Để mình khui cho các bạn xem nha. Đầy đủ dụng cụ tân luôn các bạn ơi. Đây. Bịch xốp nha các bạn. Xốp cà chua. Đây. Đây là dụng cụ của lẩu nha các bạn. Như tôm rồi trong không biết có tôm không. Dạ dưới đây nữa nha các bạn. Dạ, đây nữa. Riêu cua. Như con cua luôn mày. Có không? Có luôn. Đúng rồi. Đây rau nha mày. Và quan trọng của nồi lẩu là cái này nha các bạn. Cái này là để cho nồi lẩu nó sẽ tự soi nha các bạn. Quá chắc mình nó là cắm tùm lum thấy không? Giờ nấu sao ta? Giờ mình xé ra, mình để dưới và mình chế miếng nước vô nha các bạn. Vậy là xong nha các bạn. Bỏ cái đồ tự soi xuống dưới rồi là úp cái này lên. Và mình sẽ đổ gia vị vô là mình chế nước ở dưới là chín nha các bạn. Rảnh ngồi ở đây phụ xé ba cái này bỏ vô đi. Cái nồi lẩu này là hai người ăn ngán luôn nha các bạn. Cũng rẻ. Nè. Đây nha các bạn. Rau mà sao nó giống sấy quá. Mì tôm. Sao giống cao sấy quá ta. Cái này là đục mỡ hay gì á. Dễ vô. Đồ hủ kìa. Gặp cá rồi. Cua là tỉ tải. Ôi nó thơm lắm các bạn ơi. Đó. Đây là dụng cụ để lẩu nha các bạn. Rất là thơm nha các bạn. Này thơm hơn nè. Ừ, đó thơm chưa hả? Cua. Cua. Ủa? Cái chai nước rồi. À quên, bỏ quên dưới đây nữa. À, đây là nước suối nha các bạn. Chế vô. Chế vừa đủ theo cái mặt nước nha các bạn, có chữ luôn nha này nha các bạn. Đây, chữ mặt nước luôn. À. Giờ mình sẽ chế nước vô đây các bạn là nó sẽ tự sôi các bạn. Cái này rất là nguy hiểm, các bạn có làm cẩn thận nha. Nước ta chế lại
Ôi, nóng các bạn ơi. Ôi, nóng lắm các bạn ơi. Ăn gì? Chế nước chè nhiều cho nó mau sôi các bạn ơi. Ôi, nó sôi ồ luôn kìa. Dạ xong. Giờ mình để nắp lại nha bạn. À, cứng lại. Dạ chờ nó chín là anh em mình sẽ lụm nha bạn. Ủa nó sôi ồ ồ luôn các bạn ơi. Các bạn biết các bạn nghe không? Ập 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 luôn đó. Wow, cái nồi lẩu của hai anh em mình chín rồi nha các bạn. Nó sôi quá sôi rồi. Quá. Khui ra thử rồi. Ui, chín rồi các bạn ơi. Ui, chín rồi nha các bạn. Mời các bạn ăn chung với hai anh em tụi mình nha. Ui, quất. Thử miếng đậu hũ nha các bạn. Vậy à. Thơm cua. Người ta làm ngọt ngọt mặn mặn rất là vừa ăn luôn nha các bạn. Nấm nha các bạn. Cái nồi lẩu này mà một người ăn là không hết luôn nha các bạn. Rất là nhiều, cũng nở ra. Quá ngon luôn các bạn ơi. Gì đâu luôn. Nó bò ha. Nấm đây nha các bạn. Không mặn cũng không lạt nha bạn, cũng chả ngọt luôn, nó vừa dịu dễ ăn lắm. Ê, nó sôi xong rồi nè, nó hết kêu rồi nè, phải không mày? Hết rồi. Nó sôi xong là nó tự nó ngưng luôn nha bạn, nó hết sôi nữa rồi. Thôi, giờ ăn đi. Quá đã.
đại ca bạn nha. Quá ngon. Nước ngon lắm nha bạn, còn nóng quá. Nước không nè. Ui, đã quá các bạn ơi. Nóng. Quá đã các bạn ơi. Mắp đi. Nó vừa nóng tới chứ không có nóng nóng lắm ha. Dễ ăn thiệt. Thôi, nồi lẩu của anh em mình đến đây cũng hết nha các bạn. Nếu các bạn thấy đồ này hay thì để cho anh một like và đăng ký kênh nha. Nếu các bạn có ý tưởng nào hay hay hãy comment đi. Anh em mình thấy hay dễ nghĩa anh em mình sẽ làm theo nha các bạn. Xin chào các bạn. Chào bạn.